Anh em nhìn con sinh ra nè, tôi gõ nó một cái là tảng thằng đó, gõ thêm cái nữa là đi luôn. Thật sự là na sết vẫn mạnh theo từng thời kỳ anh em à, đặc biệt là anh em biết farm là nó mạnh thôi đó mà, và sơ chắc chắn là như vậy rồi. Như trong cái tình huống này anh em đang thấy là tôi đang cố tình đấu đá nha, đằng cửa này gõ một cái là 1.200 đam và sau đó là Vladimir phải ra đi thôi. Lulu thấy vậy liền bỏ chạy anh em à. Quay chà, nếu mà xuất hiện đây rồi, một người xuất hiện làm sao vui hai người mới được anh em mà. Đó chính xác là một cái gõ vô cùng đẹp đến từ vị trí của tôi. Và Kathleen phải ra đi anh em ạ. Và sợ thằng khứa này 1.100 đam. Lulu đang hét gào trong tuyệt vọng anh em mà. Rồi bay ké ra nó cao hết mạng của tôi. Quái cá trướng thì cá chứ. Ok, so welcome anh em đã trở lại với chương trình Mỗi Ngày Một Sao Cùng Hai. Và tiếp theo chúng ta đang ở ganh kim cương. Và chúng ta đang tiến gần đến một cái mức rank đó gọi là cao thủ. Đi đường chung với tôi ngày hôm nay đó chính là Vi anh em à. Và anh em cũng có thể thấy là nhìn bên kia sẽ có Vladimir và Syndra. Top với mid nó đều là phép thôi. Có cả Lulu cũng phép đi. Còn Kathleen cùng với là Vi là một lượng sát thương. Nhưng mà có phải gọi là không quá nhiều nếu như mà nó sẽ lên tăng bởi vì tem nó không có tăng. Vậy thì tem tôi ai tăng? Là tôi sẽ lên một tí tăng một tí đam, nói chung là bồi thêm farm nữa thì gõ thằng nào đau thằng đó. Rồi như những lối đi quen thuộc thì ra ngoài Buret cắm mắt, rồi sau đó là biến về rồi chạy ra Blue để mà ăn Blue. Đấy, anh em cũng có thể thấy là mình tự lo cho mình đi chứ ai lo cho mình đâu. Ok, ở giai đoạn đầu trận thì tôi sẽ cắm đầu cắm cổ để mà đi farm. Rồi sau khi farm xong thì tôi ngó thấy ở khu vực đường dưới nó đang có một cái sự giao tranh vô cùng gắt. Rồi tôi ra bật cái chiêu 2 vô người của AD, rồi sau đó là gõ em nó một cái vô cùng đẹp. Rồi tôi lên cấp 5 một cách nhẹ nhàng luôn. Lulu vẫn còn rẻ anh em à, tôi còn tóc biến nè em ơi. Và tôi hồi ngay cái chiêu 2 là tôi lên tôi bam em nó liền, không để quý vị chờ lâu. Sau khi hồi chiêu 2 xong là tôi bật ulti lên rồi tôi gõ em nó đến tận cùng anh em à. Lúc này tôi tóc biến qua cho lấy đi mạng của Lulu. Chính xác đó là một cái double kill ngủi đến từ vị trí của tôi. Và Vi xuất hiện là quá muộn màng. Dạ sơ, 2.000 tiền anh em à. Cảm ơn anh em. Ây da, đau mày. Vi đã đưa ra một phương án sai, đó chính là bắt tôi. Bởi vì sao? Bởi vì tem tôi vẫn còn bay ke đứng ở dưới mà. Trời ơi, thằng này nó non người, nhẹ dạ quá. Cái gì? Trẻ người non dạ quá. Nhầm. Gỗ số kê anh em. Thì sau khi trở lại với cái khu rừng thì tôi vẫn đi farm thôi. Và tôi farm để tôi lên lên đồ anh em à. Đường trên lúc này thì anh trai Đam Me có vẻ như là đang lấn áp Vladimir rất là nhiều. Và đi hơi cao. Có bóng dáng của Vi nữa anh em à. Cuốc ha. Trời ơi, sao tụi mày dám ganh cái thằng đàn trai Đam Me của anh vậy? Thôi nghe, đừng ganh nó nữa nghe. Rồi ok anh em, tôi về và lên cho mình một cái tam hộp. Yes, cùng với đó cái món tiếp theo của tôi là cái giáo thiên ly. Ở cái giáp thiên ly này thì cái đòn đánh đầu tiên của chúng ta sẽ gây chí mạng. Và cùng với đó là nó sẽ hồi lại một lượng máu theo cái phần trăm của chúng ta gây ra, là cái phần trăm sát thương đó. Rồi con rồng đất nó vừa ra anh em à. Tôi phải đi trừ hậu quản ở khu vực đường dưới, sau đó tôi đi ăn rồng là nó hợp lý luôn. Dịch sơ, dịch sơ. Và bây giờ tôi đang đi ra. Với cái máy quét của mình thì không có con mắt nào ở đây cả, cho nên hai thằng khứa này không biết tôi sẽ đến. Đó là chiêu 2 được đặt vào người của AD. Và từng cái gõ đau đớn được AD hấp thụ hết trơn. Lulu có vẻ là một SP uy tín anh em à. SP còn nửa cây máu chạy trước à, khó chịu vô cùng. Ok, bây giờ cái đường dưới nó đã sạch sẽ rồi anh em. Bây giờ mình vô mình ăn con rồng thôi. Ở khu vực đường giữa thì anh em cũng có thể thấy là Vi với Syndra nó đang đẩy vào trụ, có con sứ giả nữa. À vậy là em nó ưu tiên con sứ giả trước mà bỏ con rồng. Thế là quá sai lầm rồi. Tôi mặc kệ em nó ở đường giữa, tôi vào trong để mà lấy cái con blue của em nó. Watcha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sau khi mà mờ lem con blue xong rồi tôi qua tôi mờ lem con cóc luôn nha anh em ơi. Con Lulu ở phía ngoài nó cắm mắt vô kìa, nó thấy tôi rồi. Không vấn đề, thấy thì thấy thôi chứ mình vẫn farm bình thường đó mà. Tôi farm từ ở bên rừng đó mà tôi farm nguyên một vòng về bên rừng của bên tôi ha. Rồi sau đó là tôi farm như chưa từng được farm, farm như lần đầu anh em à. Dạ sơ. Lúc này tôi đã vỏn vẹn được 7k mốt tiền rồi anh em ạ. À. Ê kìa, cho về đi, về lên đồ cái. Trời ơi, dí cái gì mà dí không biết nữa mấy anh khứa này. Ôi không ổn rồi anh em, mà trai đam me của tôi đang bị dí, tôi phải vào giúp người anh em thôi. Lúc này trai đam me chạy được rồi cho nên là không giao tranh nữa nha. Về lên đồ cái. Trời ơi, một lát anh farm xong rồi tụi mày muốn đánh cỡ nào thì đánh. Và cũng trong mùa thu năm đó cái con rồng băng nó đã xuất hiện rồi anh em ạ. Đây là con rồng thứ hai và thằng Vi nó đang ở khu vực đường dưới kìa. Tôi nghĩ là nó sẽ đi lên đấy.
đánh phát sáng nó thấy tôi rồi. Bây giờ ulti đã hồi, nên là còn sợ cái gì nữa cơ chứ. Lucian cũng có mặt luôn. Nếu mà bây giờ em vi qua là 2v1 rồi. Quá trời, em nó lướt vô nhưng mà làm sao trừng phạt nhanh bằng tôi được cơ chứ hả? Nó lựa chọn là bem Lucian trước bởi vì Lucian là một AD có cái lượng máu hơi bị giấy. Những em đó đâu ngờ được, với 360 quy của tôi hiện tại, em nó cũng giống như là tờ giấy vậy đó hả? Mỏng vô cùng. Và sau một hồi đi farm tưng bừng khói lửa thì tôi đã lên được cho mình là 460 quy rồi anh em à. À lúc này tôi thấy nhấp nháy ở trong khu vực Baron Nassau. À, thế là mấy anh khứa này ăn Baron Nassau sớm thế nhỉ. Anh em à, giúp tôi đi chứ ạ. Một mình tôi sao bem nổi đây. Ulti của tôi chưa hồi nữa, còn 9 giây nữa anh em ơi. À, chỉ biết vào đứng dòm ngó ở ngoài gây cái sự phiền phức cho em đó mà thôi. Với sức ép của Lucian cùng với đó là Baike đã đẩy lùi tem địch về đời được một tí. Thừa nước đục thả câu, tôi lăn lê vô để mà trừng phạt ăn cái Baron Nassau thế nhưng mà không được anh em à. Quái ca trưởng thì kia chứ. Lúc này ulti đã hồi, tôi tóc biến lên và tìm kiếm cho mình một cơ hội, gõ một cái xin ra tàn hình liền và sau đó dí theo AD nữa. Nhưng mà thằng AD lúc này nó mạnh quá trời quá đất, nó lấy cả một triple kill luôn chứ không có vừa. Đành lòng lúc này tôi phải lên cho mình cái ngọn giáo Sojin anh em à. Cái món này nó sẽ có tác dụng như thế nào? Khi mà chúng ta bật ulti lên thì chúng ta sẽ được phần trăm hồi chiêu cho các kỹ năng trong 10 giây. Khi mà chúng ta bật ulti của Sushin, anh em có biết rồi đó, Sushin bản thân của nó bật ulti lên thì nó đã được hồi chiêu, giảm hồi chiêu cái chiêu 1 rồi. Còn bây giờ chúng ta thêm một cái ngọn sáo Sojin này vô nữa thì anh em cũng có thể thấy được cái sự tàn phá hủy diệt đến từ vị trí của nó rồi chứ gì. Yes. Chứ mà dám biến về giữa ban ngày ban mặt gì mày. Quá bố la bố láo anh em à. Hiện tại là cái số quy của tôi farm được đó là 560 rồi. Và tôi vẫn muốn nó tăng lên mà không phan. Chỉ có điều đó mới có thể khiến tôi gánh được tem mà thôi. Nên tôi lăn la qua bên rừng địch rồi tôi farm giùm cái thằng Vi luôn. Đó, tâm đạo quá lớn lao. Lấy, à trời, 600 quy rồi đó mấy anh hai à. Chuẩn bị lên được cái team băng nữa. Cái team băng này thì các kẻ địch đứng gần tôi thì sẽ bị làm chậm thế thôi. À, có bò lạc anh em à. Quá chà, mày đẩy anh hả, mày đẩy anh. Mày đẩy anh hả mày, 1000 đam. Mày đẩy anh hả mày, hai cái thôi anh em à. Hai cái nhẹ nhàng thôi, tôi đã lấy được mạng của Xin ra rồi. Và lúc này còn cái gì có thể cản trở được tôi đi chứ ạ? Tôi farm tiếp thôi chứ còn gì nữa. Dạ sơ, dạ sơ. Ở bây giờ trên con đường farm vũng của tôi thì Vladimir cùng với lại là Lulu xuất hiện. Ngay lúc này tôi phải quay lại bem thôi chứ còn gì nữa. Đặt cái chiêu 2 vào người của Vladimir và sau đó là cho em nó hưởng thụ từng cái gõ đẹp đẽ đến từ vị trí của Sushin. Ở bây giờ anh em có thể thấy là cái kỹ năng của tôi hồi nhanh như gió và mặc dù có ulti của Lulu nhưng mà Vladimir vẫn chiếm cái nói. Anh chịu sao nổi, cái thằng AD xạo ha mày, một gõ là muốn thăng thiên để gì. Từ từ anh cho mày thêm một gõ nữa này cưng. Sao Lulu mày búp try, mày búp try. Tôi đặt cái chiêu 2 vô đầu của em nó và gõ một cái 1001 đam vô cùng đau cho đến khi mà bay ke xuống ulti để mà ke hết cái mạng đó. Ê mày, ê thôi thì cũng là anh em một nhà cho nên là mình bỏ qua câu chuyện vừa rồi đi. À, lúc này Baike cùng với đó là Traidome đang ở khu vực đường và đẩy đường rất là cao cho nên là tem bên kia bị chi phối vào hai đường khứa đó nhiều hơn là chi phối vào con rồng, thế là giúp cho tôi ăn con rồng nhẹ nhàng và không có một cái sự cản trở nào cả. Ok, tôi vẫn tiếp tục farm nhẹ nhẹ để về lên cái team băng nha anh em ơi. Và hiện tại là cái quy của tôi nó là 695 rồi. Ăn thêm mấy con này nữa là lên bao nhiêu nhờ? Có bùa red 10 điểm quy. Yes. Rồi giờ tôi về tôi lên đồ nhá. Cái giáp thiên nhiên nha anh em ơi. Rồi mình lên luôn cái tim băng. Đấy, vậy là full đồ rồi. Yes. Trở lại với đấu trường tàn khốc. Tôi đang ăn cái con Baron Nassau và làm cho tem bên kia không thể nào mà ăn được bởi vì thằng Vi đi rồi, thằng AD cũng đi nữa. Vladimir sắp ra. Lúc này chỉ có si ra ở bên kia mà thôi, để anh em dí nó rồi. Trời ơi, dí quá dí, dí quá dí. Sau khi ăn xong Baron Nassau, tem tôi cùng với con ti hét đang đẩy ở ra cái khu vực đường giữa. Và cái mức độ quy cho tôi lúc này nó là 785. Và bây giờ tôi chỉ cần bật ulti lên, sau đó bật chiêu 2 vào người của thằng nào đó và vô dí mà thôi. Ngỡ rằng tôi có thể dí tem bên kia được. Vậy mà tem bên kia làm đau quá quầy. Chà, bắn đau quá anh em ơi, phải lui về thôi anh em à. Bây giờ anh em đẩy đường giữa nha, Vi đang ở khu vực đường dưới đang biến về kìa. Bây giờ tôi sẽ vào farm nhẹ nhẹ mấy cái con cờ hiêm này cho nó hồi máu nha anh em. Rồi sau đó rồi tôi chạy lên đường trên rồi tôi đẩy. Đấy, hợp lý. Chẳng còn khả năng trong đó. Đó, nó xả tôi nữa, nó gặp tôi là nó xả tôi nữa. Tôi bật nhẹ cái ulti lên và cùng với đó là chiêu 2. Dí AD là liên tục AD vừa bắn vừa lùi, vừa bắn vừa lùi. Tôi không chạm vô mấy thằng khứa này được.
được nên là tôi không bữa được cái khó chịu vô cùng này cái chế hả. AD vừa mắc đồng hồ cát gõ một cái là tàn hình nè. Khó chịu vô cùng ở nhà. Rồi, ta phải win thôi, tiến thẳng đến cao thủ nào mấy Diệu Huynh Đài à. Yes. Và anh em thích video của tôi nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. Cảm ơn em rất nhiều. So, thank you.